Nhiều vụ ngộ độc khi học sinh ăn đồ ăn, thức uống được bày bán quanh khu vực cổng trường, thậm chí là ngộ độc do chất gây nghiện dưới hình thức thực phẩm trá hình như kẹo trà sữa, vân vân. Báo chí đã đưa tin thời gian qua, khiến nhiều bậc phụ huynh không khỏi lo lắng và biện pháp để con không mua quà vặt được nhiều phụ huynh sử dụng chính là không cho tiền con trẻ. Toàn đồ vớ vẩn thôi nhưng mà các cháu không bảo nó thì phải chịu thôi. Chứ ví dụ như là cho nó tiền nó nộp thừa vài đồng các cháu nó mua vụng thôi chứ còn gia đình cấm tuyệt đối không cho ăn ấy. Chị không bao giờ mua cho con ăn. Bé đã bao giờ mua cái gì ở cổng trường ăn chưa? Chưa. Sao? Có tiền đâu mà mua. Hay như học sinh này cũng đã chia sẻ từng bị đau bụng do ăn xiên cay của bạn mua trước cổng trường cho và em cũng đã tự rút ra bài học cho mình. Cháu ăn cay rồi bị đau bụng. Đau nhói cái luôn. Thế từ lần sau mình có ăn cái cay không? Thôi chỉ ăn kia không cả. Bim. Bản thân những người bán hàng thì lại rất mập mờ về nguồn gốc, quy trình sản xuất của những loại quà vặt mà mình đang bán. Người thì chỉ biết là nhập hàng của một đại lý ở Hải Dương, người thì lảng tránh, không có câu trả lời. Chị cũng trả lời nhá. Mấy theo ô tô của người ta giao. Thế mình có biết rõ là nguồn gốc ở đâu không? Mình có nhìn thấy xưởng sản xuất chưa? Em chưa. Theo số liệu từ Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế, có tới 70-80% thức ăn đường phố, trong đó các quà vặt cổng trường, được xác định là bị nhiễm khuẩn như E. coli, loại vi khuẩn gây tiêu chảy, bệnh đường ruột và khuẩn gây tả. Đa phần những đồ ăn vặt ở cổng trường sản xuất thủ công và không rõ nguồn gốc xuất xứ. Chính vì vậy, nguy cơ ngộ độc rất cao. Thời gian gần đây thì chúng tôi cũng đã được tiếp đón rất nhiều những trường hợp ngộ độc thực phẩm, đặc biệt những cháu bé. Và những trường hợp này thì có một tỷ lệ rất là lớn liên quan đến việc là ăn những thức ăn mà nó không đảm bảo, đặc biệt là những thức ăn hoặc là bánh kẹo hoặc là quà bánh hoặc là nước ngọt mà ở cổng trường. Đa số là những thực phẩm không xác định rõ nguồn gốc xuất xứ, thì trong đó thì cũng có thể là rất nhiều những thực phẩm mà có những chất bảo quản không đảm bảo, hoặc là những thực phẩm mà đã để lâu có nấm mốc, có những cái chất độc có thể gây hại cho trẻ. Việc sử dụng phẩm màu, hóa chất công nghiệp có thể khiến trẻ mắc các bệnh mãn tính về gan, thận, thần kinh và gây ung thư. Rõ ràng, quà vặt không phải là chuyện vặt.